tuần nữa qua vậy nặng tiếp nha. Cứ qua cứ vô làm thôi, tại vì chị làm ở phía trây nhé, không có nghĩ đâu. Chứ mụn em nhiều quá, em để đi hư mặt hết. Bình thường chị. Đang nói chị nha. Hoặc để một chỗ là bên kia nóng mặt trời. Cô này nặng thứ ma chưa xong.
Dạ, đúng rồi.
Đáng đào trên đá và xương cứng kìa, thề xuống đây.
Cái mụn kia mới giống sợi mì ở này ngậm vàng mụn bữa nó chút mụn đó. Ừ. Nó có lây à? Nhìn thấy một lây à và kia đi qua đoạn đó nhớ và nhá hình đó hả?
Quên em ơi, nhưng mà hơi đau. Nhiều quá. Đau. Yeah, I had no idea.